Thánh Luân xin kính chào toàn thể quý khách. Và ngày hôm nay Thánh Luân sẽ có một cái video giới thiệu với toàn thể quý khách là bộ bàn ghế gỗ mun và cách xử lý lại những các cái bộ bàn ghế đã dùng được khoảng 5-15 về trước. Đây là bộ bàn ghế gỗ mun cột 14 mà khách hàng đã sử dụng được hơn chục năm về trước và mua của đơn vị khác. Và hôm nay đến nhờ Thánh Luân xử lý lại toàn bộ các cái vết sơn cũ, lột hết ra để đánh lại cho nó đẹp. Tất cả những cái hàng mà sơn thì muốn làm lại đẹp thì các bác phải là lột hết ra cái sơn cũ ra và đánh lại thì nó mới đẹp. Lột ra mình có thể phun bêu hoặc là đánh vi đều được. Đấy, nhưng mà khách hàng của Thánh Luân hôm nay là yêu cầu đánh vi. Đây là nước là đang phun nót. Đấy. Cái công đoạn này là chúng tôi đã nạo hết rồi, đây ghép cho các bác đây. Nạo hết cái sơn đây, sơn cũ sơn mới. Đấy các bác đấy. Nạo hết ra. Đấy, nạo hết ra. Xong ta mới để trơ mộc và mài giáp, coi như làm lại 4 lần đấy, rất là nhiều. Nạo ra của anh dây giáp, đây là tạo nạo sửa sa nạo những cái độ ngót của nó. Và tất cả cái hàng của Thánh Luân là hàng vân tự nhiên, nhưng đây là vân của khách hàng đã mua của đơn vị khác, nên là có một số chỗ là bán vân. Đây là chúng tôi cho nạo hết ra để chơi nguyên bản, và chúng tôi tư vấn cho khách hàng là nên chơi nguyên bản. Gỗ mun có nhau là nên chơi như thế, khách có thể phun PU hoặc là đánh với đi đều được, nhưng mà nên có thế nào chơi như thế, lột hết ra những cái chỗ bắn màu hoặc chỗ tỉa màu. Đấy, các bạn thấy đây, bộ ghế khi đã được hoàn thiện xong, màu tự nhiên 100%. Đây là bộ ghế tự nhiên, màu tự nhiên 100%, không hề can thiệp thêm một tí vân nhân tạo nào cả, cũng như là cái màu sắc bắn màu. Để mà làm nên một cái bộ ghế như này nó rất là mất nhiều công. Thứ nhất là phải lột hết sơn cũ ra và cạo nạo anh giáp lại và chỉnh sửa lại rất là nhiều để mà nên một cái sản phẩm vân gỗ nó đẹp và nó tự nhiên như thế này. Vì mình mất tiền mua gỗ chơi vân tự nhiên thì mình nên để chơi vân tự nhiên. Đấy, các bác hết sức lưu ý. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu một trong những cái bộ bàn ghế đẹp giống như này hoặc muốn sửa lại, muốn đẹp như này thì liên hệ ngay với Thành Luân theo hai số máy mà em ghi cho mình đây. Để mà sửa lại một cái bộ bàn ghế cột 14 đẹp như thế này, 10 món, cạo nạo ra, phun lại, PU lại hoặc là đánh vi lại thì mất rất là nhiều tiền. Đấy, các bác phải bỏ ra một số tiền tương đối lớn, khoảng từ 4 đến 50 triệu một bộ 10 món như này. Còn đâu nếu như các bác nào muốn làm rẻ hơn thì gọi là chỉ làm cho nó có thôi, chứ mà nếu mà như những đơn vị bên em thì không làm rẻ hơn, tức là làm sao ta không cạo nạo ra, ta vẫn để lớp sơn cũ, ta chỉ mài sơ nhẹ một lượt thôi và ta phun phủ lên chốc thì nó sẽ không được bền, một vài năm lại hỏng lại bay hết cái lớp sơn cũ. Còn muốn đẹp là phải lột hết ra để làm lại thì nó mới đẳng cấp. Đây là một trong những bộ bàn ghế gỗ mun cột 14 mà Thánh Luân đã cạo nạo hết cái phần sơn cũ ra, hết cái phần bắn màu ra, hết phần kẻ vẽ vân ra để vân chơi tự nhiên như này. Đấy, nó rất là đẳng cấp mà không phải đơn vị nào cũng có thể làm được cái như thế này đâu. Thì bên Thánh Luân là một trong những cái đơn vị lớn, uy tín và có kinh nghiệm nhiều năm về làm gỗ mun. Kinh nghiệm là gần 30 năm rồi, làm chuyên về gỗ mun, thì các bác mà đã đặt hàng hay là cũng như là nhờ bên Thánh Luân sửa lại hoặc là bắn tuốt lại như thế này thì các bác hoàn toàn yên tâm và tin tưởng sẽ tìm những đơn vị lớn chuyên về gỗ mun để gửi niềm tin cũng như là mua hàng. Bên em chuyên sản xuất và bán buôn bán lẻ những cái sản phẩm gỗ mun đỉnh cao cao cấp từ như thế này trở lên. Đây là một bộ bàn ghế nghe vào đỉnh cột 14 gồm 10 món mà của anh chị khách hàng ở Hải Phòng đã nhờ của Thành Luân phục chế lại cũng như là cạo nạo hết ra để đánh về nguyên bản màu gỗ tự nhiên. Đấy, để mà làm được bộ bàn ghế này thì rất là nhiều công đoạn và kỹ thuật, không phải đơn vị nào cũng có thể làm được. Nó nếu mà làm chỉ sơ lại thôi thì nó giá rất là rẻ, chỉ tầm khoảng 50 triệu một bộ thôi. Nhưng mà chúng tôi không làm cái vấn đề đấy.